Mến chào tất cả các bạn cùng đến với kênh Ý Lực Sống của tôi. Hôm nay là ngày 4 tháng 9 thứ tư trong tuần lễ 22 mùa thường niên. Chúng ta cùng nhau lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 4 từ câu 38 đến 44 và bài suy niệm sau đây. Khi ấy, Chúa Giêsu trỗi dậy ra khỏi hội đường, người đến nhà Simon. Nhạc mẫu ông Simon phải cơn sốt nặng và người ta xin người chữa bà ấy. Người đứng bên bà truyền lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến khỏi bà. Tức thì bà trỗi dậy và dọn bữa hầu các ngài. Khi mặt trời lặn, mọi người có bệnh nhân đau những chứng bệnh khác nhau đều dẫn họ đến cùng người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ lành. Các quỷ xuất khỏi nhiều người và kêu lên rằng ông là con Thiên Chúa. Nhưng người quát bảo không cho chúng nói vì chúng biết chính người là Đức Kitô. Đến sáng ngày hôm sau, người ra đi vào hoang địa, dân chúng liền đi tìm đến cùng người. Họ cố cầm giữ người lại, kéo người rời bỏ họ. Người bảo họ rằng ta còn phải rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác. Bởi chính vì thế mà ta đã được sai đến và người giảng dạy trong các hội đường xứ Judea. Các bạn thân mến, đoạn tin mừng của Thánh Luca hôm nay tường thuật lại cho chúng ta hay biết là ngay sau khi giảng dạy và chữa một người bị quỷ ám trong hội đường, Chúa Giêsu đến nhà nhạc mẫu của ông Simon Phêrô và chữa bệnh sốt cho bà. Rồi chiều đến, người ta vẫn còn mang tới rất nhiều bệnh nhân. Chúa Giêsu đặt tay trên từng bệnh nhân và cứu chữa họ. Hẳn nhiên thưa các bạn, đây không phải là lần đầu tiên Chúa Giêsu làm phép lạ trừ quỷ, đuổi chúng ra khỏi những người bị quỷ ám. Chúng ta có thể nhớ lại trang tin mừng của Thánh Luca chương 8 từ câu 26 tới 39 để đọc lại việc Chúa Giêsu chữa lành người Gerasene bị quỷ ám. Mặc dù quỷ đã tỏ ra rất khó chịu khi đứng trước sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng chúng vẫn không thể làm gì được hơn và tự kéo binh rút lui. Tất cả những điều mà Chúa Giêsu thực hiện nơi dân chúng, thưa các bạn, đều là những minh chứng về một lòng nhân từ yêu thương, cảm thông của Chúa với những kẻ đau yếu bệnh tật. Nhìn thấy được bao điều tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã thực hiện như vậy, như chữa bệnh trừ quỷ, dân chúng càng tỏ ra mộ mến ngài hơn và họ muốn giữ ngài lại. Điều này không sai chút nào. Nhưng đối với Chúa Giêsu, ngài không chấp nhận một cái nhìn hạn hẹp như vậy, nên ngài đã nói với họ: ta còn phải loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đến là cốt để làm việc đó. Tôi phải rao truyền tin mừng nước Thiên Chúa. Thưa các bạn, đó là sứ vụ ưu tiên của Chúa Giêsu. Rao giảng tin mừng luôn là một việc cấp bách và liên tục, không được dừng lại ở một nơi hay một nhóm người nhất định, mà phải từ nơi này đi đến nơi khác cho bất cứ ai chúng ta gặp gỡ. Đây là một mệnh lệnh liên hệ đến tất cả mọi người tín hữu chúng ta. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ lại tiếp tục thi hành công việc này. Các ngài đã hoàn thành nhiệm vụ Chúa trao phó một cách hết sức tốt đẹp bằng chính cả cuộc sống của các ngài. Giáo hội ngày hôm qua cũng như hôm nay luôn muốn mọi người tin hữu chúng ta
hãy tiếp tục sứ vụ này và cùng cộng tác với người trong sứ vụ này. Có một câu chuyện ngắn sau đây để minh họa cho công việc truyền giáo này. Là có một lần kia sau khi giảng, một vị linh mục hỏi: ở đây có người nào gây ảnh hưởng nhất cho anh chị em trong việc giúp một người khác trở thành là một Kitô hữu không? Chúng ta có biết không, người bên phải vị linh mục là một bà cụ đã ngoài 75 tuổi. Bà cụ chưa bao giờ nói trước công chúng. Bà cũng không phải là một nhà giảng thuyết hoặc một người làm việc trong nhà thờ. Bà cụ đơn giản chỉ là một người mẹ chất phác, một người vợ công giáo đầy lòng tin. Bà luôn hết lòng tận tụy với bổn phận hàng ngày của bà mà thôi. Thế mà cả một chuỗi dài người cứ nối tiếp nhau tiến đến bắt tay bà cụ. Họ nói cuộc sống âm thầm tận tụy đầy lòng tin yêu của cụ, những hành động và những chứng từ của cụ đối với Đức Kitô đã dẫn đưa chúng tôi đến với Đức Kitô, đừng cứu độ. Thưa các bạn, thật là một đời sống tươi đẹp thánh thiện, quý hoa biết bao. Nhờ đó, qua bao năm tháng, người phụ nữ công giáo này đã đưa nhiều người về với Thiên Chúa. Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta luôn biết đem niềm vui của tin mừng đến với mọi người bằng chính cuộc sống yêu thương của chúng ta. Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta luôn cảm thấy trong mình được thôi thúc, được sai đi để loan báo tin mừng. Và xin Chúa cho mỗi người chúng con được luôn biết sẵn sàng lên đường khi Chúa mời gọi chúng con tiếp tục sứ vụ này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn.